cảm ơn nó khai tâm lòng giang bằng thượng hỏi để nhuận nàng bố cho con nhớ bố mẹ ở nhà ăn khỏe ở quang nhớ lang đôi hà vai nhớ thì ấy nhớ mừng chín ra mừng mười hồn thương quan bố mẹ đời anh chờ lại nói ngày nó về cửa về nhà xin cha xin mẹ đỡ là quen của ngày hôn ơi ổn là đi chấp nhận nó đang đưa tay đón đời anh chàng về trời này ơi đời anh xin chúc bố mẹ khá luôn luôn mạnh khỏe đỡ mà rồi còn cũng ngày ôn ơi cảm ơn lời chúc lời chào đỡ cho bố mẹ rồi mà lắm năm vài nhớ cậu đi mừng lắm rồi ôn nàng cầu ôn hỏi hay chàng hỏi thêm ra ôn nói em nhà ơi cứ hỏi đi thôi đỡ khẩu ôn lại lại thì hỏi khẩu lại nhớ lằng mày gai rồi vậy đợi anh nhớ hỏi tiếp ra ôn nơi ôn thương đáp lại câu lời cho anh có ngày nói em nhà ơi cứ hỏi đi thôi ôn đang đừng đợi là lời anh ra đại anh ơi hỏi thăm anh ôn ở nhà mời nam mời nữ ôn là thư chỉ ra ôn nói em nhà hỏi ôn lại bỏ liền chẳng cho đợi nhà khoang mà liên dân lên nhà uốn sinh nhàn xám người bồn nam bồn nữ uốn là đầu tiên rải ơi thế là mừng làm ra uốn nàng đồng anh đồng uốn anh chàng mang chờ rải nói chúc cho anh uốn nữ nhà luôn luôn mạnh khỏe đỡ mà là rơi nhận cũng ngày ôn ơi cảm ơn lời chúc lời chào nương tay đón lê đường in năm năm này nhớ đợi anh nhớ hỏi tiếp ra ôn nàng ôn thương
chuẩn bị sẵn sàng bội ngoài nó ơi. Ồ ê nhà ơi, cứ hỏi đi thôi, ồn đang đừng đợi trả lời của anh đại anh ơi. Kệ ní chẳng giảm mà chỉ có tăng ngùn thương. Bộ lại xem băng anh chưa rau nói. Ê nhà ơi, hỏi thật hỏi tha, hỏi mở hỏi do ùn thôi hay đại anh ơi. Kệ ní hỏi thật hỏi tha ùn thương. Cứ bố đỡ mà anh hãy cũng à nói. Kệ ní hỏi xuôi ùn lăng ùn thương. Bố lại đoàn hoàng anh chờ cũng à nói. Lắng lệ anh nhớ đến núi lắng tròn nằm này ùn đùng vừa tròn năm mươi đại anh ơi. Bỏ thấy con đẹp mà con doan ơi nhờ chi đoán ùn mới loan ba lăm rồi ùn nói. Ê nhà đừng vội xôn vội xưa vội mưa vội răng mà thấy thương em mày ơi. Ùn thương con sụt mà con doan ùn đi xa khá nhiều người con đi theo lại nói. Đừng đáng bên gì ê nhá ơi mà thương lòng bạn rồi gian lòng em đại anh ơi. Thế là chú chẹp mà đón đi đỡ ồn hỏi lại anh chàng mấy câu có hại anh ơi. Thì anh nhớ đã hỏi câu ba ồn thương. Cứ hỏi anh mà bố cho thầy nói. Hỏi thăm bố mẹ ở nhà anh quê ở khoảng nhớ lang đôi chẳng rời nhớ. Cảm ơn cái tầm mà lòng vang mặn sương. Bố mẹ chàng xin ơn rải nói. Bố anh nhớ cái suối đã về ra hiện nay. Đi xây dựng cửa nhà bên ông rồi hãy nói. Mẹ anh nhớ con khùng mà ở nhà hiện nay. Cái suối đã 80 rồi ổn nói. Thế là anh ơi thông cảm cho con hỏi mặt anh nhớ ơi hỏi sao
và cả mặt lại liên đi treo lại ơi chẳng lo việc gì ra đó ơi chẳng mặt ôn hoài rơi ca ngợ ơn dài nói thế là chú dẹp mà đoàn á ni chiến sáng đoàn á kha cụn thôi hỏi thêm đại anh ơi hỏi chi cứ hỏi ra nó ơi cầu nó ê nhớ mặt anh rơi mô cho ra ồn nó ơi nhận mà xin xin nhận mà mày người mày nà mày nữ anh là bao nhiêu anh bồn cô cảm ơn cái tầm mà lòng vang bằng xương hỏi anh uốn anh trang ở xin ơn dài nói bố mẹ kinh nhớ ăn khâu người ở bồn nam hà nữ anh người đâu tiền ra ồn mà nói thế là mừng chín mừng mười đồng anh đồng là ồn rồi mà là ăn đại anh ơi có ồn cài ở châu phong lang còn là như đoán lại ba nàng ôn chú lại nói quản này nhớ vừa sầu lại vừa khai nhà chị có cái bu nhà đi chú lại nói chị bó xương lầm xương nông đỡ ồn bỏ dầu bỏ chôn xeo anh quan chẳng nỉ thượng ngài anh bố thật cho con ơi nhà tôi để nhớ đôi nơi mà thường lại ôn nơi thần này nhớ bữa sầu lại bữa xa hiện ở đây đang ở con ma bơ vơ ra ôn nói ôn là tôi thương lắm mà thương phải chỉ bỏ dâu bỏ nhà xeo anh già phải anh ơi cảm ơn tình cảm mà lo ngơ đau hẹn mùa mận mùa đau kiếp khẩu an nói thế là su chẹp mà đoàn ni chiến sáng đoàn khác rồi mà tiến lên lặng lên nhớ đến đùi lặng luôn năm này chính nhà thực hình con đã bao nhiêu rải anh ơi bộ cha mang khổ cái đời mà chẳng có bốn đời chẳng hề lại nói
bọn hình nhớ đã ngả về chiều mà nay ý quyết bộ liêu mà chẳng ra ồn là nó nằm mà nay rằm bùn suối loan bước cả lên nằm nữa là loan rằm lắm rồi ồn là nó chỉ bỏ con đẹp mà con giòn kìa nhớ ê nhá đã mời loan ba mươi nó gọi anh ơi chuối xuống nó chẳng có mà chẳng con nhưng mà đang mơ ước em quan chung đôi ra ủng nó kìa anh nhớ vừa mùa vừa giòn kìa anh vừa đẹp vừa long ùn ừ rải anh ơi tưởng anh nhớ chỉ có rớt lại chẳng tham mô tham việc cả ngày ông thầy rồi ấy nó ơi đừng ráng đánh gì ai nhớ ơi rồi tưởng lòng bao bà sau lòng em đại anh ơi thế là su chẹp mà đón đi chuyện sáng đón khá khá thôi đi lên nhà đại anh ơi hỏi cho đủ nghĩa mà đủ tình mà ra rễ bạn mình ngay khẩu chẳng là ôn nơi để là anh hỏi anh ơi đỡ ôn chuẩn bị cậu lôi át lại anh rải anh ơi gặp khốn mọi nhớ hoài mấy câu chẳng mặc chỗ vực chỗ sâu là thương đã bạc nhịp câu ha quê châu là nói ế nhà hỏi un lại bó liền chẳng chó đánh hoang mà viên đôi un ní cứ cửa lẽ nhà bồ đi lễ cửa lễ trông đa lô rải anh ơi chúc cho quân cài toàn làng lòng luôn hãy nhớ phục cây đang lăm năm dài nói nếu ông đã có mà gia đình nhớ thì chẳng hát nghĩa hát tình chỉ sướng lại nói thế đi rồi